Toán 5 ôn thi giữa kỳ 2, mời các em chúng ta cùng với thầy đến với chủ đề thể tích của hình lập phương, bài số 2. Người ta làm một cái bể nuôi cá bằng kính dạng hình lập phương không có nắp, có cạnh 8,5 dm. Ý A, tính diện tích kính cần để làm bể cá, không có mép dán. Ý B, tính thể tích nước nếu đổ đầy bể cá đó. À, trong cái bài toán này, cái phần diện tích kính ấy, nó có liên quan diện tích các mặt của hình lập phương đấy các em ạ. Cụ thể như thế này này, hình lập phương các em còn nhớ cho thầy là có bao nhiêu mặt không ạ? À, hình lập phương là hình có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau. Cái bể nuôi cá này là hình lập phương không có nắp, như vậy thì nó sẽ còn mấy mặt nào các em? Đấy, các em phải nắm chắc cho thầy đấy, nó còn lại là 5 mặt thôi. Nhớ nhé, cái bể nuôi cá hình lập phương không có nắp thì nó còn lại là 5 mặt. Như vậy thì ý tưởng chúng ta sẽ có ngay là diện tích kính sẽ bằng diện tích của một mặt nhân với mấy? À, diện tích một mặt nhân với 5. Đó, diện tích kính này nó sẽ bằng diện tích của một mặt nhân với 5 lần. Bởi vì 5 mặt còn lại đều là 5 mặt bằng nhau mà, đúng không? Ta nhân 5 lần. Thế còn thể tích của nước nếu để đổ đầy bể cá, vậy thì V của nước nếu đổ đầy, đúng không? V của nước nếu đổ đầy bể thì nó sẽ chính bằng là V là thể tích nha em. Nó chính bằng thể tích của cái bể đó, đúng không? Tức là chúng ta sẽ lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh thôi. Cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Thì là chúng ta sẽ ra. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi triển khai vào phần bài giải nhé. Mình có ý A. Diện tích kính cần làm bể cá là ta sẽ lấy diện tích một mặt nhân với 5. Mở ngoặc 8,5 nhân 8,5. Rồi sau đó nhân với 5. Đó, các em cẩn thận em mở ngoặc 8,5 nhân 8,5 đóng ngoặc lại nhé. Mở ngoặc đóng ngoặc để chúng ta hiểu rằng đây chính là diện tích của một mặt, đúng không em? Đấy, các em thực hiện phép tính ra ngoài nháp nhé. 8,5 nhân 8,5 thì ta sẽ được kết quả là bằng 72,25. Sau đó mình lại nhân với 5 thì các em sẽ được kết quả nó là bằng 361,25. Đó, chúng ta sẽ ghi kết quả vào đây. Đơn vị là decimet vuông. Xong ý A rồi, B đến ý B. Mình sẽ nói rằng thể tích nước nếu đổ đầy bể cá là thể tích nước nếu đổ đầy bể thì nó sẽ chính thể tích của bể, nó sẽ bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Tức là ta thay số, nó sẽ bằng 8,5 nhân 8,5 nhân 8,5. Các em thực hiện lần lượt từ trái sang phải thôi thì 8,5 nhân 8,5 thì nó sẽ ra được là 72,25. Do các em nhân với lại 8,5 thì em sẽ được kết quả là bằng 614,125. Đơn vị là decimet khối các bạn. Đó, và cuối cùng chúng ta sẽ ghi đáp số nhé. Ý A, 361,25 decimet vuông. Ý B, 614,125 decimet khối. Và chúng ta ghi đầy đủ là decimet khối nước. Rồi, như vậy là thầy trò chúng ta đã làm xong một cái bài toán liên quan đến chủ đề thể tích của hình lập phương rồi các bạn.